Đây em Phúc. Anh mua gì nhiều dữ vậy? À, cái này thì anh mua quà biểu Tết cho nhà ngoại này. Còn cái này anh mua cho nhà nội nhé. Cái gì? Anh giỡn với em hả? Anh mua cho nhà ngoại cái bịch ni lông rách này. Còn anh mua cho nhà nội cái hộp sang trọng này. Rốt cuộc ý anh là sao? Sao là sao? Hồi xưa lúc anh yêu em anh nói làm sao? Anh nói là khi cưới về thì anh coi cha mẹ em cũng như là cha mẹ của anh. Bây giờ tặng quà Tết thôi mà đã phân biệt vậy rồi hả? Ok, vậy thì anh đổi cho em. Em cầm cái hộp này về cho mẹ em. Còn cái này anh cầm về cho mẹ anh. Ờ, vậy cũng được. Trời đất ơi. Sao thuốc không vậy anh? Còn cái này. Bao lì xì. Tiền. Thẻ. Ủa là sao? Sao cái gì? Mẹ anh bị ốm thì anh mua thuốc cho mẹ anh. Còn mẹ em có bị gì đâu thì anh đưa tiền cho mẹ em thôi. Mà thôi em đổi rồi á, thì có gì nếu mà mẹ hỏi á, anh nói là tại em ấy nha.